có đạo không? Mình không có đạo lên đây. Đây chỗ có đạo chỉ dành cho người không đạo. À, thưa anh chị em, đây là một người không có đạo. Nãy giờ cô ấy cứ đòi lên cho bằng được. À, chúng ta thấy rằng Chúa đang dùng những người không có đạo để nói với chúng ta những điều rất lạ lùng. Chào cha. Dạ, con là Diêu Thị Liên, con đến từ xã Đắc Sâu, huyện Đắc Nô, tỉnh Đắk Nông. Là con được điều ơn của Chúa lắm, năm ngoái con thoát chết 3 lần luôn. Nhưng mà nhiều cái con không nói nữa, bây giờ con nói đến gần đến đây thôi. Cái đây hơn tháng thì chồng con mượn được người ta cái máy 500 bài giảng của cha ấy. Về con nghe được khoảng 2 ngày đầu tiên con cảm thấy không muốn nghe. Đến ngày thứ 3 con bắt đầu thấy thấm. Con bắt đầu đến ngày thứ 5 thì chồng con đem máy đi trả cho người ta rồi và con cảm thấy buồn quá. Buồn quá thì không chịu được. Con mới đi sang nhà hàng xóm để xin mật khẩu wifi về. Thế là con lên mạng. Là từ đó thì hơn tháng nay ngày nào con cũng nhìn thấy cha giảng, ngày nào con nhìn thấy cha trên màn hình điện thoại, mà hôm nay tận mắt con đã được nhìn thấy cha bằng xương bằng thịt, và ra cha con cũng đã được cha ôm vào lòng. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Vậy đây là một điều kỳ diệu đã xảy ra đây với con. Con nghe xem cha trên điện thoại được mới tháng nay, vậy là thứ bảy vừa rồi á, thì con đi chợ, đi chợ nở, con giáo phận Phúc Lộc ở gần cách nhà con khoảng mười mấy cây ấy. Cái thứ bảy vừa rồi con đi, con cái bệnh, cái bệnh con chưa đã, cái đầu gối của con đây này, bị 10 năm nay rồi, con đi chỉ quang, bác sĩ bảo là con bị thoái hóa khớp gối, bệnh này không có chữa được đâu, kể cả uống thuốc gì thì con uống rất nhiều mà không khỏi. Nhưng mà đến chủ nhật vừa rồi con xem cha giảng, thứ bảy vừa rồi con đi giáo phận ở gần nhà, xong bắt đầu lập tức con sau là bắt đầu có gót, mà khi nó cứ nhức mỏi khó chịu, nhiều khi con muốn dùng một đinh đập vào luôn. Mà thứ bảy con đi đến chủ nhật tuần trước, hôm nay cũng là chủ nhật đúng y mà tuần, cái đầu gối của con tuần trước nó tỏa ra một cái hơi ấm rất là kỳ lạ, ấm nóng rất là kỳ diệu. Con nghĩ điều này chỉ có Chúa mới làm được. Và chỗ con quê con á, bây giờ đang rất là bận hái cà phê, nhưng mà sáng qua trời mưa, thế là chiều tối hôm qua con quyết định bắt xe về đây luôn một mình con thôi, vì chỗ con người ta không tin đạo Chúa là cái gì đâu. Nhưng mà con được Chúa ban ơn rồi là con đi để con được Chúa ban ơn, con mừng. Và hôm nay giờ đáy lòng mình con xin cha cho con hát bài Chúa luôn ở bên con. Anh nào đánh đàn ra đây, người đánh đàn thử coi, đánh đàn theo được thì đánh đàn Chúa luôn ở với con. À, ca sĩ tên là con ạ. À? Con là Liêu Thị Liên, 49 tuổi. Ca sĩ Liêu Thị Liên. Mai đạo hát bài Chúa luôn ở với con, mời anh chị em lắng nghe. Dạ thưa cha, là con cũng lẽ ra là con đang hát bài tự ý định nung nấu từ nhà đi, con sẽ hát bài là con dâng Chúa. Nhưng mà hôm nay con đến sáng nay 6 rưỡi con đến đây thấy cái khung cảnh ở đây á, là con nghĩ lại là con trở lại là con sẽ hát bài là Chúa luôn ở bên con thì nó đúng hơn. Con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi nhà Chúa không xa, Chúa ở nơi thống khổ cơ hàn, Chúa ở nơi giáng dở điều tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi nhà Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng tiêu điều, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Thưa chị em, một người ngoài đạo hát, tôi nghe mà thấy rất là xúc động. Chúa ở nơi khốn khổ điêu tàn, Chúa ở nơi con người biết yêu thương,
Chúa con nói rất đúng khi con đến đây, con chọn bài hát Chúa ở bên con vì cái khung cảnh này đúng là khung cảnh mà con đã hát Chúa ở nơi điêu tàn, Chúa ở nơi khốn khó, Chúa ở nơi những người nghèo nàn, Chúa ở nơi những người đau ốm bệnh tật, Chúa ở nơi những người không cơm ăn áo mặc, Chúa ở nơi những cái nhà thờ nó chẳng ra nhà thờ, nhà giàu nó chẳng ra nhà giàu, nhà giàu nó chẳng ra nhà giàu, nó giống mỗi nhà nghèo. Con ấy được không con? Rồi đây còn gì đâu con? Rồi xin Chúa chúc lành cho con đời tới đây sâu chuối đầy đủ hết chuối móc ảnh. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu mà bỏ sót người chị em này thì quả là tiếc, quả là tiếc vì bài hát kết của chị quá đẹp. Và nếu ca đoàn mà chọn được cả bài hát này thì xin ca đoàn Fustina của giáo điểm tin mừng gặp chị ấy để mà lấy bài hát này mà hát cho nó hợp với khung cảnh ở đây. Chúa luôn ở bên con, 30 đêm trắng Chúa luôn ở bên con. Mấy chị em cầm cầu quyết lịch lên.